Xin chào các bạn. Ngày hôm nay á, mình sẽ giới thiệu cho các bạn những đồ ăn ở Nhật cứu đói cho mình vào những lúc khốn khó. Ví dụ như là khi mà sang Nhật đi làm thêm bận rộn quá, không kịp ăn sáng, hoặc là trễ giờ đi học rồi, đi học gấp, không có kịp ăn cơm trưa, thì thỉnh thoảng chúng ta cũng phải mua ngoài ăn. Thì những đồ ăn nào du học sinh thường hay mua bởi vì nó rẻ, nó dễ ăn? Thì thứ nhất á, là mình hay mua onigiri. Cái này á, là cơm nắm và nó có khá là nhiều vị và nó thường á, là hay giảm giá vào ban đêm, nên thường á, là mình sẽ mua đêm hôm trước để ăn sáng vào sáng hôm sau, thì nó sẽ giảm giá khoảng 10 đến 20% vào buổi tối. Thì cái này mình mua là giảm giá 10%. Cái này á, thì có nhiều loại, cái loại mà rẻ cái nhân nó không ngon, không phải không ngon mà là nhân nó không có gì bổ dưỡng nhiều á, thì nó rẻ lắm, chừng khoảng 63 đến 65 yên một cái như thế này. Còn cái loại mà có nhân ngon á, thì thường là nhân thịt bò, thịt heo, cá, người gì đó, thì nó sẽ thường nằm trong khoảng 95 100 mấy yên. Thì cái này là loại rẻ, loại này là chỉ có 65 yên thôi. Rồi, khi mà mình vừa qua Nhật á thì mình rất là bất ngờ là cái này á, không có biết mở nó ra làm sao hết á. Thì mấy cái đồ ăn ở Nhật á, nó đều có một số quy luật mà chúng ta phải chịu khó đọc mới biết mở ra. Thì các bạn thấy ở đây á, các bạn có nhìn thấy số 1, số 2, số 3 ở mỗi góc không? Thì chúng ta phải mở nó ra theo đúng theo cái thứ tự 1, 2, 3 này. Thì đầu tiên một là mình sẽ mở xuống. Thì ở đây nó có cái miếng ni lông nó lộ ra nè. Thì mình kéo xuống, kéo xuống tới đây chưa có hết, phải kéo hết về đằng sau luôn đó, kéo hẳn ra một cái dây như thế này là một, sau đó thì kéo bên số 2 ra, rút bên số 2 này ra đó, xong các bạn cuốn cái này lại cho nó đẹp rồi rút bên số 3 ra, cuộn lại, sau đó là ăn. Rất là ngon. Để mình ăn tới cái nhân, mình cho các bạn xem cái nhân là nhân gì. Ăn nhanh lên, ăn nhanh lên. Uống miếng nước. Hôm nay tóc mái của mình thật là không lâu rồi đâu. Đây, cái bánh này là nhân dưa muối. Cái này ngoài cách gọi dưa muối còn gọi là cái gì nữa ta? Nói chung là ăn ngon và giống như là giúp cho mình đỡ đói một tí xíu khi mà mình không có đủ thời gian để ăn uống tại nhà. Thì cái thứ nhất là onigiri, là cơm nắm. Tiếp theo là sandwich. Thì mình có mua hai cái sandwich ở đây, đều là giảm nửa hết, mình mua từ tối hôm qua. Thì một cái là sandwich hammer và egg. Hammer là cái miếng ham, miếng thịt nguội á, là cái miếng màu hồng hồng ở đây nè. Còn egg là trứng. Thì mấy cái món sandwich này á, người ta mình thấy ngon nhất là sandwich trứng luôn. Người ta làm rất là đơn giản, trứng người ta nêm muối đồ này kia cho nó ngon rồi trộn lên rồi chét giũa ở đây. Thì hồi xưa lúc mà mình đi làm ở xưởng cơm hộp á, là mình làm những cái sandwich này, cái này ngon. Tiếp theo là cái này là bốn loại mixed sandwich. Mix là giống như bốn loại hỗn hợp vậy, các bạn thấy nó có bốn miếng. Thì một loại là có rau, có thơm, rồi mayonnaise, một loại là thịt nguội, một loại là rồi rồi rau, rồi một loại là trứng. Thì giá cả thì nó nằm trong khoảng 200 yên, tức là mỗi nơi bán mỗi giá nó khác nhau một tí xíu, nhưng mà một cái đơn giản như vậy nằm tầm khoảng 200 yên. Còn những cái nào mà có thịt 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 thịt
thịt bò, thịt heo gì mà chiên nướng, những cái loại mà trông có vẻ ngon lành và nhiều chất dinh dưỡng thì nó mắc hơn, tầm khoảng 300 yên gì đó. Thì nếu mà mình canh mình mua những cái giảm nổi như vậy á, thì nó sẽ bớt xuống còn 100 yên thì nó cũng rẻ. Rồi cái này ăn thì cũng tương tự, cái này thì nó không có viết số, mà cũng có một số loại khác cũng viết số, giống như là cơm nắm vậy, thì cái này nó không viết số. Mình sẽ bắt đầu mở từ đây thì nó cũng sẽ có cái phần ni lông nó mở ra sẵn cho mình. Kéo xuống mà dĩ nhiên là phải mở cho hết, hồi trước mình này chuyên gia không có mở hết nên rất là không có lấy ra được. À, các bạn hãy mở bung ra hết xuống tới đây luôn rồi lấy ra ăn. Cái này là xăng quýt trứng với lại ham mưng. Xăng quýt rất là ngon, mình rất là thích ăn xăng quýt, đặc biệt là xăng quýt trứng. Mấy cái này cứu đói thì rất là tiện lợi, khá là nhanh no, tại vì nó có tinh bột. Cái này cũng giống như cơm nắm vậy, nó có tinh bột rồi mình ăn trứng luôn thì cái nó cũng nhanh no. Nhưng mà để có dinh dưỡng thì các bạn nên ăn các loại có thịt. Rất là ngon. Mình còn thích ăn cái loại cá, chả biết nó là cá gì nữa, nhưng mà ăn rất là bùi, rất là ngon, giống như là cá hộp mà, cá mòi vậy. Cá nhân mình ăn sáng hoặc là hình xoạn. Nó đây nó ăn tiếp. Tiếp theo á, giới thiệu với bạn một cái rất là ngon. Cái này á là phiên bản Nhật của tortilla, là cái loại đồ ăn của Mexico á. Các bạn lên Google tortilla hoặc là Google theo cái katakana này cũng được. Mã này khá là mắc, 210. Cái này thì thường ở siêu thị không có thấy bán mà phải mua ở combini. Mở nè. Ôi sao cái này không mở ra được. Sắp mở ra được rồi. Tại nó có cái miếng măng dán này nè, khá là phì. Mở ra được rồi. Các bạn thấy đấy, cái này á thì nó là thịt bò bằm rồi có các loại rau bằm 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 bỏ vào xong cuộn, cái này lại ăn ngon lắm. Mà nó có hai mùi, một mùi là mùi bò, hai vị, một vị là vị bò với một vị là phô mai, thì vị bò ăn ngon hơn và dĩ nhiên là ăn no hơn là ăn phô mai. Lúc mình mua nó có cho mình cái đũa mà ta. Đây, hầu hết ở Nhật á, lúc nào các bạn đi mua đồ ăn nhanh ở combini, ở siêu thị lúc nào cũng sẽ được cho đũa, hoặc là bạn xin đũa. Thì có mấy bạn hỏi là ủa đũa Nhật lúc nào cũng tắt đũa hả? Nó thì đũa mà đi đi ăn ăn ngoài thì lúc nào cũng là loại đũa tắt này, và lúc nào cũng sẽ có tâm rất là dễ thương. Không biết hôm nay tắt đũa có thành công không nữa. Hôm nay thành công, hôm nay thành công. Cái món này nhìn vậy thôi chứ rất là ngon. Bạn nào ăn sẽ ghiền, ghiền thì rất là tốn tiền. Lâu lâu ăn một lần thôi cũng được. Ôi nó to quá à. Giờ mình ăn thật là mất hình tượng. Sao mà to thế này. Ok. Ngọt ngọt, mặn mặn, thơm thơm, nghe giòn giòn giống như đang ăn gỏi vậy. Rất là ngon luôn. Các bạn ăn thử cái này. Nói chung là những cái món ăn mà mình giới thiệu ở đây á, so với lại bên Nhật là đều là những món ăn khá là rẻ, ăn kiểu cứu đói thôi. Chứ còn người Nhật mà họ không ăn sáng thì họ sẽ vô combini, vô siêu thị, họ mua những cái hộp cơm hộp.
hoặc là mua hamburger, nói chung là những cái mà có thịt thà đầy đủ chất dinh dưỡng á. Nhưng mà cơm hộp ở Nhật á, một cái hộp nhỏ xíu là ít xíu cơm thôi thì nó đã 300 mấy 400 yên rồi, một hộp mà bạn ăn được đàng hoàng nó cũng phải 500 yên. Nó nghĩa là tính ra tiền Việt là bạn bỏ cả 100.000 để ăn một hộp cơm. Vậy nên mình rất là ít khi nào ăn cơm ngọt cơm. Bởi vậy nên mình rất là ít khi nào ăn cơm hộp ở ngoài, nó quá mắc đi nên hầu như mình không có ăn. Ngoài ra bên cạnh những cái đồ ăn mặn này á, thì các bạn cũng có thể mua một số cái đồ ăn ngọt, ví dụ như ấy nha. Mình hay mua bánh mì sandwich. Sau đó thì mang heo sữa chấm ăn cũng rất là ngon. Mình thì rất là thích ăn chà bông, nhiều khi ăn cái này chét sữa, ăn sữa riêng rồi sau đó thì sẽ bôi mayonnaise xong rồi rắc chà bông lên. Trời ơi nó ngon ơi là ngon luôn. Bây giờ mình no quá mà mình mà mở cái này ra ăn nữa thì không chịu nổi đâu. Vì vậy nên các bạn nên ăn thử bánh mì sandwich mayonnaise và chà bông, ăn cực kỳ ngon luôn, rất là nên thử. Bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể mua các bánh ngọt. Bánh ngọt thì nó bán đầy rẫy Hà Rầm ở nhiều siêu thị á, thì nhưng mà với một số bạn thì ăn nó phải ăn mặn mới no, còn như mình con gái thì mình hảo ngọt nên mình ăn ngọt cũng rất là nhanh no. Nhiều khi mình cũng mua đồ ăn ngọt. Đồ ăn ngọt thì nó rẻ lắm, tầm khoảng 95 100 yên là có thể mua một mớ đồ ăn ngọt ăn. Mình á, thì thi thoảng thì ngoại trừ cái việc mà bận rộn quá không kịp ăn á, thì nhiều khi ở nhà nhưng mà làm biếng quá không có muốn nấu ăn thì thông thường á, là mình hay ăn pizza. Các bạn có thể dễ dàng mua được những cái loại pizza này ở các siêu thị, thì cái pizza này mình mua ở siêu thị Gourmet này. Bạn cũng có thể mua ở Gourmet là siêu thị đông lạnh ở Nhật, thì mua cái này về nhà rất là nhanh, bỏ vào trong cái lò vi sóng là ăn được liền. Này hai loại, một loại là pizza phô mai rắc tiêu rất là ngon, với lại một cái loại này á là pizza gì đó ta, Madugrisita, Margherita. Cái này là pizza margherita, không thể nào phát âm được chữ đó. Thì nó có một chút phô mai, một chút tương cà, rồi đặc biệt là nó có cái dầu dầu gì dầu basil là cái dầu gì á, ăn khá là ngon miệng. Nhưng mà cái này không có ngon bằng cái này hợp khẩu vị của mình thôi. Phô mai với tiêu rất là ngon, các bạn nên thử mua pizza về ăn thì nó cũng rất là tiện. Rồi, ok, hôm nay thì mình chỉ đơn giản là giới thiệu cho các bạn một số đồ ăn cứu sống cho mình trong những lúc mà bận rộn không có kịp nấu đồ ăn ở Nhật, thì nó cũng rất là tiện lợi, giá cả thì hơi mắc một tí xíu nhưng mà nhiều khi mình bí quá không còn cách nào khác á, thì nên mua những cái này ăn. Hy vọng là video clip này bổ ích cho những bạn sắp sang Nhật du học hoặc là sang Nhật tu nghiệp. Các bạn hãy đón xem tiếp những video của mình nhé.